Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh Tư vấn mua điện thoại. Hôm nay mình sẽ test game trên chiếc máy Vsmart Aris Pro sở hữu con chip Snap 730, dung lượng pin là 4000 mAh. Anh em nào muốn xem bài đánh giá chi tiết thì có thể ghé qua kênh Đam Mê Công Nghệ. Tựa game đầu tiên mình sẽ test đó là Liên Quân Mobile. Trước khi vào game thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất 13 giây để load vào game. Về phần cài đặt đồ họa thì nó cũng giống như những con chip đầu bảng khác thôi. Độ phân giải HD chúng ta để ở mức là siêu cao. Chất lượng hình ảnh là không lên được ở mức là HD. Chất lượng chi tiết ở mức cao. Bây giờ thì mình đã vào game rồi. FPS hiện tại dao động ở mức là 5960. Láo ạ, ui ạ. Thôi không ổn rồi anh em ơi. Quá là thơm nè. Nghiền quá non. Thôi, khô máu thôi. Về. Quá là thơm này, tính về rồi mà còn ở lại ăn được một mảng nữa. Chơi nào. Ui, kiểu gì mình cũng bị chết rồi à. Biết ngay mà. Chạy đâu, trả thù này. Double kill thôi, xin nhẹ double kill. Vẫn còn chạy à. Nhìn chung FPS nó ổn định ở mức là 5960 đủ chúng ta cân tốt tựa game Liên Quân Mobile rồi. Gấu làm gì vậy, chưa kéo trúng mà đã ulti rồi à. Mình đã câu được chiêu ulti của là Omen này. Omen ulti mình hụt được kìa. Còn chưa về. Xin nhẹ double kill. Ok, thì với con chip Snap 730 thì chúng ta có thể đã chiến tốt từ game Liên Quân rồi nha anh em. Tựa game tiếp theo mình sẽ test đó là PUBG Mobile. Trước khi vào game PUBG thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất tầm 22 giây để load vào game. Về phần setting đồ họa thì mình sẽ để ở mức là mượt và tốc độ khung hình ở mức là cực cao. Chúng ta chơi được ở mức là 40 fps. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng chờ. Bây giờ là 12 giờ 5 phút và phần trăm pin là 56%. Lúc mình nhảy dù thì vẫn không có hiện tượng lag hay là khửng gì hết. Ui da, một team này. Đi kiếm súng thôi. Có người trong này. Ui xa. Trúng tay này.
trúng chân này. Té. Y sao lại bật ngóm. Chết này. Gạt luôn không có nhiều. Tên này có đồng đội. Ui bị kết này. Một chấm máu nữa thôi. Giờ chỉ còn cách là chuồn thôi. Té thôi. Ui, mình biết ngay mà. Về PUBG thì như mình đã nói, với những con chip đầu 7 setting ở mức là 40 FPS thì đủ để chúng ta chiến PUBG rồi nha anh em. Còn những anh em nào mà muốn chiến ở mức là 60 FPS thì phải nâng lên những con chip đầu 8. Nói chung đối với mình, bắn PUBG ở mức là 40 FPS là ổn rồi, đủ để chúng ta giao tranh, không xảy ra hiện tượng lag hay là khửng gì hết nha anh em. Tựa game tiếp theo mình sẽ test đó là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Trước khi vào game thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất 30 giây để lót vào game. Về phần setting đồ họa thì với con chip Snap 730 thì chúng ta không thể bật được max setting. Tựa game là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Ok, mình đã vào game rồi. FPS hiện tại dao động ở mức là 5960. Chà, rừng tim bản đang ăn này. Qua chơi nào bạn ơi. Nhìn đang ăn mãi mê mà không biết gì hết. Chơi không? Còn tiếc con Blue ạ. Quá là thơm. Mình sẽ đi lên trên top ganh. Ari này. Ari vẫn chưa biết mình. Có mạng rồi. Thôi, tốc biến chạy rồi. Timo làm gì đây? Chạy đâu? Đây nè. Kéo nó. Chết chưa này. Tốc biến ngay. Không tốc biến chỉ có mà chết thôi. Ui, chưa kịp ulti luôn. Ok, mình sẽ là đi xuống đây quắn nhau. Dưới này rất đông này. Timo làm gì nào? Lướt ra xua quá ghê. FPS lúc mình giao tranh nó vẫn dao động ở mức là 5960. Chiu, Hasuki. Thơm.
Làm gì nào? Làm... ấy, chết rồi, mình chưa có ulti ạ. Theo mình thấy thì con chip Snap 730 thì nó đã đủ đáp ứng cho chúng ta chiến Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến ở mức là tốt rồi nha anh em. Mặc dù là nó không max setting nhưng nó vẫn đảm bảo cho chúng ta những pha combat này mượt mà trơn tru, không có tình trạng lang khừng gì hết. Nãy giờ thì mình chiến PUBG cũng như là Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến là từ 12 giờ 5 phút và bây giờ là 12 giờ 23, tức là được 18 phút, mức pin từ là 56 thì phải, tụt xuống còn 50%. Gọi chung thì với con chip Snap 730 này thì đủ đáp ứng cho chúng ta chiến tất cả các tựa game tốt rồi. Thì video test game của mình đến đây là kết thúc thôi. Bye bye anh em.